Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Ký. Thưa quý vị, ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý vị máy hàng điện tử Mix 200 Pro, một sản phẩm mới nhất và cao cấp bậc nhất của Hồng Ký. Và ngày hôm nay, nhằm giúp quý vị sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt và vận hành máy. Mix 200 Pro sử dụng nguồn điện một pha 220V, ứng dụng công nghệ inverter hiện đại. Máy có công suất đầu vào 9kVA, 5.3kW, điều chỉnh dòng điện ra từ 100 đến 200A, sử dụng dây hàng từ 0.8mm đến 1mm. Mix 200 Pro thích hợp sử dụng trong gia đình, các xưởng sản xuất gia công nhỏ, ứng dụng hàng sắt, thép, inox, sản phẩm phục vụ thợ hàn chuyên nghiệp, thợ cơ khí lành nghề. Trên đây là toàn bộ dụng cụ, phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt Mix 200 Pro gồm một bộ súng hàng Mix, một bộ dây kẹp mask, một đồng hồ khí CO2, một ống dẫn cấp khí, bét hàng 0.8mm, 1mm, con lăn dẫn dây hàng 0.8mm, 1mm, một cuộn dây hàng, một bình khí CO2. Ngoài ra còn có kềm mỏ nhọn, mỏ lết, vít ba ke, vít dẹp, búa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, quý vị cần trang bị thêm mặt nạ hàn, găng tay, quần áo, yếm da chống cháy và giày bảo hộ. Cảnh báo, để đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và máy, chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên đấu nối nguồn điện hoặc bật công tắc nguồn sang on khi chưa lắp đặt xong. Trước tiên, chúng ta mở nắp hộp bảo vệ cuộn dây, sau đó mở nắp giữ ống cố định cuộn dây, rồi đưa cuộn dây vào ống giữ cuộn dây. Đóng nắp giữ ống cố định cuộn dây. Và cuối cùng đóng nắp hộp bảo vệ cuộn dây. Tiếp theo chúng ta mở nắp chắn bộ phận cắp dây. Ở đây chúng ta gạt thanh chỉnh sức ép sang trái. Thanh chứa con lăn ép dây sẽ được bật lên. Sau đó xoay nắp giữ con lăn ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp. Lắp con lăn dẫn dây vào trục motor. Sau đó xoay nắp giữ con lăn theo chiều kim đồng hồ để siết chặt. Tiếp theo, chúng ta luồn dây hàng từ cuộn dây qua ống dẫn dây. Tiếp tục giữ dây qua rãnh con lăn và xuyên vào ống dẫn dây để vào súng hàng. Lưu ý, ở đây chúng ta xoay thanh chỉnh sức ép để tăng hoặc giảm sức ép lên thanh chứa con lăn dẫn dây. Xoay cùng chiều đồng hồ để tăng, ngược chiều để giảm sức ép lên dây. Trên thanh chỉnh sức ép có các vạch chia. Giá trị vạch càng lớn, sức ép con lăn lên dây càng cao và ngược lại. Sức ép con lăn lên dây nên để ở mức vừa phải, không nên quá lỏng hoặc quá khít. Tiếp theo, ta lắp súng hàng Mix vào chốt kết nối súng hàng Mix trên máy. Đối với phương pháp hàng Mix, súng hàng sẽ kết nối với cực dương của nguồn đầu ra. Kẹp mask sẽ kết nối với cực âm của nguồn đầu ra. Và kẹp mask sẽ tiếp xúc trực tiếp với vật hàng. Ở phần này, chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ băng keo non, vít, cờ lê hoặc mổ lết. Trước tiên, ta kết nối đồng hồ đo khí CO2 vào bình khí. Sử dụng cờ lê hoặc mổ lết để siết chặt răng của đồng hồ khí. Lưu ý, để thước đo của lưu lượng khí luôn đứng. Tiếp theo, lắp cố định một đầu ống dẫn khí vào chốt kết nối khí ở mặt sau của máy. Dùng cao su non, vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí. Đầu còn lại lắp và cố định vào vòi dẫn khí từ đồng hồ CO2. Dùng cao su non vít siết chặt cổ dê để tránh tình trạng thoát khí. Tiếp theo, lắp dây nguồn của đồng hồ khí vào ổ nguồn 36V ở mặt sau của máy nếu đang sử dụng đồng hồ đo khí CO2 cho nguồn 36V. Nối phích cắm vào nguồn 220V AC một pha. Sau đó ấn giữ nút ra dây nhanh trên mặt trước máy cho dây chạy ra đến đầu súng hàng. Tiếp theo, ta lắp bét tiếp điện và chụp khí vào súng hàng và siết chặt. Đảm bảo kích thước bét tiếp điện phù hợp với kích thước dây hàng. Nếu lỗ trên bét tiếp điện lớn hơn kích thước dây hàng, được sử dụng có thể làm dây hàng tiếp xúc không hoàn toàn với thành trong của bét tiếp điện, gây ra tình trạng hồ quang không ổn định, hoặc kích thước dây lớn hơn kích thước lỗ trên bét tiếp điện sẽ gây ra tắc nghẽn dây hàng. We'll be right back.
Vừa rồi, kỹ thuật của chúng tôi đã tiến hành test máy hàng Mix 200 Pro. Như quý vị cũng đã thấy, máy hàng rất êm, sướng tay, độ ngấu sâu, chất lượng mối hàng đồng đều và đẹp. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã hoàn tất lắp đặt và vận hành máy hàng Mix 200 Pro. Hy vọng rằng với video này sẽ giúp cho quý vị sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn. Và nếu như quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng để lại tên cũng như là số điện thoại ở phía dưới phần comment. Chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn tận tình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.